Nạp Lan, A Hăng Ra, Phương Ca Gia kêu họ tới đây để thử thân thủ của cậu. Thưa ngài tổng lãnh sự, chúng tôi nhìn thấy rồi. Sao hả? Cậu không thả ra, hắn sẽ chết ngộp đó. Cậu ra tay cũng không nhẹ lắm. Thưa ngài tổng lãnh sự, tôi tới lãnh sự quán Nhật để học tập, không có công lao gì hết, nhưng tôi cũng không có phạm lỗi gì hết. Tôi không hiểu tại sao ngài lại kêu bọn họ tới thử thân thủ của tôi. Vì tôi không biết bọn họ là ai, cho nên tôi đã lỡ tay giết chết mấy tên. Tôi rất ấy nấy. Không thể trách cậu, đây là ý của tôi. Mấy tên binh sĩ này đã hy sinh vì sự nghiệp của đế quốc Nhật, tôi sẽ trợ cấp cho người nhà của bọn họ. Nhưng mà chuyện tôi thăm dò cậu, hy vọng cậu đừng để ý. Tôi làm như vậy cũng là muốn tốt cho cậu. Cậu cũng biết, gần đây phong trào kháng Nhật ở Thượng Hải nở rộ. Tuy rằng Athena đã tạm ngừng hoạt động mấy ngày, nhưng mà các đoàn thể kháng Nhật noi gương Athena ngày càng lớn mạnh, làm cho chúng tôi không ưng phó nổi. Cho nên nhân dịp tối nay cậu ở lãnh sự quán, tôi kêu bọn họ tới đây thử thân thủ của cậu. Nói không chừng sau này cậu đang đi trên đường bị kẻ địch tấn công bất ngờ, cậu sẽ có kinh nghiệm đối phó bọn chúng. Ồ, thì ra đây là ý tốt của tổng lãnh sự Miyashita. Ngài đừng trách Nạp Lan Đông không hiểu chuyện. Một câu. Hả? Đi. Khúc Phong, tìm hết một vòng rồi vẫn không thấy, chuẩn bị rút đây. Có khi nào chuyện Miyashita tự giữ chỉ là vỏ bọc? Con số mật mã thật vẫn ở phòng lưu trữ. Chẳng phải Oda nói phòng lưu trữ là tủ bảo hiểm tự nhiên sao? Anh ta không cất vào tủ bảo hiểm, vậy cất vào đâu? Cũng có thể lắm. Hắn xảo quyệt như vậy, cái mà hắn gọi là kín kẽ có thể là chỗ cất sổ mật mã thật mà mọi người bỏ qua. Tôi đi thăm dò coi sao, cùng lắm thì lục tung phòng lưu trữ lần nữa. Phải rồi, bên chỗ ông chủ Giang phải canh chừng chặt chẽ, sau này có chỗ dùng. Hết. Nữ thần Athena, cung lưu ly bạch mã, lưu ly tử cây ô liu. Nạp Lan Đông bình nước, Âu Dương Triệt
Dư Hạ. Trong này làm gì có người? Anh đừng có tưởng tượng nữa, làm tôi hết hồn hà. Không phải đâu, rõ ràng lúc nãy tôi có nhìn thấy trong văn phòng của ngài tổng lãnh sự có đèn mà. Chắc chỉ lộn thôi, ở đây có gì đâu. Đèn chỗ nào nói tôi coi. Đi, mệt ghê. Ê nè, chờ tôi với. Lão ngài, tới vị trí định sẵn chưa? Nè đại ca, anh hỏi đúng lúc thật đó. Tôi vừa mới tìm ra hệ thống điện trong kho lưu trữ nè. Nè anh cho tôi một phút, tôi xử lý xong ngay ha. Khu phòng, chúng tôi vào trong trước, cậu theo sau. Đồ của bọn người Nhật này phức tạp quá vậy trời. Trưởng quan, trưởng quan. Số hiệu thông hành. Đóng hết luôn. Có chuyện gì? Sao vậy? Cậu, tới phòng cấp điện coi sao. Dạ. Cậu, ở đây canh gác. Dạ. Khu phòng, có binh sĩ đang tiến về phía cậu đó. Tôi thấy rồi. Ngoài cửa tắt đèn rồi, bây giờ chúng tôi qua đó. Được, tôi biết rồi. Đi. Sao lại có đèn vậy? Không phải lão ngải cắt nguồn điện rồi sao? Không biết nữa, chẳng lẽ có nguồn điện dự trữ hả ta? Lão ngải, tra thử nguồn điện dự trữ trong kho lưu trữ, coi có nối với hệ thống báo động không. Cái gì? Kho lưu trữ có hệ thống điện dự trữ hả? Sao mà được? Tôi coi khắp một lượt phòng cấp điện rồi. Làm gì cô? Không đúng. Chắc chắn có. Chúng ta chia ra tìm đi. Đi. Mấy tên này cứ giao cho em. Được, cẩn thận đó. Đi.
Trình à, sao anh lại ngồi ở đây? Dư hả, bức tường này rất nhiều cơ quan, xém chút nữa tôi bị đá kẹp chết rồi đó. Cơ quan sao? Làm gì có. Có phải là anh nhìn nhầm rồi không? Hả? Hả? Chẳng lẽ hồi nãy tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác? Ảo giác cái đầu cậu đó. Nếu không phải tôi ngắt nguồn điện, cậu đã bị đá kẹp thành nhân thịt rồi. Thì ra không phải ảo giác, làm hết hồn mà. Đại ca, tôi lên trước. Đại ca. Không sao đâu. Đi thôi. Hèn gì Oda bình tĩnh như vậy. Thì ra nơi này là cái tủ bảo hiểm tự nhiên. Trong này rất có thể còn có mê cung nữa đó. Trong đó chắc chắn còn có cơ quan. Ít ra cũng cho thấy chúng ta không đi sai đường. Nhưng mà vấn đề là chúng ta cắt nguồn điện rồi, còn phá luôn nguồn điện dự trữ. Trong đó làm sao có điện được? Cậu hỏi tôi sao? Tôi... Vào đó là biết chứ gì. Chuyện gì nữa đây? Không biết. Trình Nặc, Trình Nặc đâu rồi? Đại ca, Dương hả? Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Đi theo em. Khoan đã, Trình Đặc Dương hả đang kẹt bên trong. Không sao đâu, em đã đóng cơ quan lại rồi, họ không gặp nguy hiểm đâu, đi mau. Tại sao đèn ở đây vẫn sáng vậy? Tụi anh đã cắt nguồn điện rồi mà. Hệ thống nguồn điện ở đây đều được cung ứng riêng lẻ. Anh cắt nguồn điện một khu vực không ảnh hưởng tới khu vực khác. Tại sao em rành tòa nhà này dữ vậy? Rốt cuộc em tìm cái gì? Em mới dẫn anh ra khỏi mê cung, bây giờ anh lại chất vấn em. Đúng là ăn cháo đa bát, biết vậy em không cứu anh. Đừng có đổi chủ đề. Anh cảm thấy gần đây em kỳ lạ lắm đó nha. Từ khi em vào ban thư ký làm việc, giữa hai chúng ta giống như có thêm một vách ngăn vậy. Anh không thích cái cảm giác này chút nào. Nói mau, tại sao vậy? Chỗ này không an toàn, ra ngoài rồi nói. Đừng có dùng chiêu này với anh nữa. Mau nói cho anh nghe đi. Nếu không anh sẽ dùng tuyệt chiêu đó. Không phải anh cũng hay dùng chiêu này ép em nói sao? Được rồi, em có bản vẽ thiết kế của tòa nhà này, vậy được chưa? Ồ, cho nên em vào ban thư ký làm chính là để tìm bản vẽ thiết kế. Sau đó em tới đây để tìm tài liệu, có phải không? Em muốn điều tra chuyện gì? Có phải chuyện liên quan tới tiến sĩ Chiba không? Coi như phải đi. Em không ngờ là bị anh đoán trúng rồi. Hai chúng ta không phải có duyên phận sao? Tìm nhanh lên. Tại sao lại không tìm được chứ? Em nghĩ có khi nào bọn chúng đem sổ mật mã giấu ở mật thất nào khác không? Chỗ này không có mật thất, cũng không có đường hầm. Lạ thật đó.
Thì ra chuyện này là thật sao? 10 năm trước tướng quân Inoue bị xử bắn bí mật, 49 người trong nhà tướng quân bị giết, con gái tướng quân Chihan không rõ tung tích. Được 10 tuổi. Thì ra năm xưa Miyashita đề nghị thành viên của quân bộ cùng nhau ký tên vào sổ thỉnh cầu để có thể xử bắn bí mật tướng quân Inoue, Hanada, Shimizu, Takahashi, Aoyama, Oda và Fukaya. Trùng hợp vậy. Đứng yên, trên bì hộ sao có gì kim loại? Hả? Anh kích hoạt chuông báo động rồi. Cái đám quỷ này gian xảo dữ vậy. Đánh nhanh thắng nhanh. Coi ai nhanh hơn. Khúc Phong, cậu và lão ngải rút lui trước. Bây giờ tôi đi tìm Trình Nặc và Dư Hạ đây. Đi. À, được rồi, đi. Đi. Bên này. Kho lưu trữ cúp điện đột ngột. Tiểu đội trưởng, tại sao không phái người điều tra nguyên nhân? Tại vì lúc đó tôi đang ở bên trong, gọi điện thoại cho lính gác. Lính gác đã nói với tôi rằng kỹ sư điện trực ban đã đi kiểm tra nguồn điện, cho nên tôi mới đứng chờ một lát. Kho lưu trữ là một nơi vô cùng quan trọng. Tiểu đội trưởng lại quyết định đứng chờ một lát. Sau đó tôi cảm thấy không yên tâm nên mới tới đó coi thử. Nhưng mà tôi vừa mới đi tới cầu thang bộ, tôi đã nghe tiếng chuông báo động reo, nên tôi lại quay về kho lưu trữ. Tại vì tôi nghe tiếng chuông báo động phát ra từ phòng cơ yếu, nên tôi lập tức dẫn người tới phòng cơ yếu. Nhưng mà lúc chúng tôi vừa mới tới thì binh sĩ trực ban đã chết rồi, kẻ đột nhập đã rời khỏi đó, cho nên chúng tôi phải quay trở về. Binh sĩ nói với tôi hai kẻ đột nhập ở tầng trệt, tôi lại dẫn người chặn đánh bọn chúng. Chỉ có hai kẻ đột nhập thôi sao? Đúng vậy. Mà cũng làm cho các cậu lúng túng. Cậu bị thương trong lúc chặn đánh bọn chúng phải không? Phải. Có nhìn thấy rõ mặt của bọn chúng không? Lúc đó tầng trệt không có bóng đèn nào sáng hết. Hơn nữa bọn chúng đều bịt kín mặt, cho nên tôi không thể nhìn rõ mặt chúng. Khốn kiếp. Dạ. Cũng may tài liệu không bị lấy trộm. Nếu không, tôi giết chết hết đám vô dụng các người. Cũng được dịch và lộ dạ. Tại phim TV. Đại tá, tôi tìm được manh mối. Tôi nghĩ tôi nên nói với đại tá. Manh mối gì chứ? Lúc vào phòng cơ yếu để kiểm tra lại tài liệu, tôi thấy có mấy xấp tài liệu bị rớt xuống đất. Đại tá, chắc cô vẫn còn nhớ tôi đã từng nhắc nhở cô. Quân bộ có nội gián đúng không? Tài liệu bị rớt xuống đất đều là
công thức chế tạo chất độc của tiến sĩ Chiba. Tốt. Cảm ơn anh Oda nói cho tôi biết một manh mối rất quan trọng. Tôi sẽ phái người điều tra chuyện này. Được. Vậy tôi về ban thư ký trước. Ở đó còn có rất nhiều công việc cần tôi xử lý. Ừ. Tiến triển của vụ án, tôi sẽ phái người thông báo cho anh Oda. Cảm ơn. Ủa? Trời ơi! Ê, đồng thiếu gia, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Công việc làm ăn không tệ hả, ông chủ Giang? Trong thời thế loạn lạc, hiếm có kho hàng như của ông chủ Giang còn bận rộn như vậy đó. Trời ơi, ở đây cũng nhờ thư ký trưởng Oda chú cố thôi, ít nhiều tôi cũng có miếng cơm ăn. Tôi nghe thư ký trưởng nói, bây giờ đồng thiếu gia cũng ở ban thư ký, hôm nay tuần tra tới đây, không biết có chuyện gì. Tôi nhận được tình báo, kho hàng của ông chủ Giang là phòng thí nghiệm bí mật ở Thượng Hải của Athena, có chứa vật phẩm thí nghiệm trộm được từ chỗ tiến sĩ. Chúng tôi tới để tra xét đó. Chuyện này sao có thể được? Vật phẩm thí nghiệm bị mất trộm gì? Tôi chưa có nghe nói bao giờ luôn á. Ê, chưa kể là chỗ tôi càng không phải phòng thí nghiệm bí mật gì. Đồng thiếu gia, cậu cũng biết mà, mấy năm nay tôi đều theo thư ký trưởng Oda hợp tác làm ăn. Tại sao tôi phải từ bỏ cuộc sống sung túc như vậy đi trộm cắp vật phẩm thí nghiệm chi vậy? Hả? Tôi cũng không hiểu nổi. Chuyện này phải hỏi ông chủ Giang đây rồi. Ê, vậy sao được? Lục soát. Dạ, dạ. Nè nè nè. Mau. Ôi. Ê ê nè nè. Tôi bưng đồ mà biết gì đâu chứ. Nè. Lục soát. Đến đây coi. Bên này bên đây. Đến đây. Xuống coi. Đến xuống. Bỏ lên. Bỏ lên. Trời đất ơi, hàng của tôi, hàng của tôi. Các người tùy tiện vậy hả? Lộng quyền quá rồi. Nè nè nè. Sao làm như vậy được? Nhẹ tay thôi chứ. Trời đất ơi. Đồng thiếu gia, các người khai hàng của thư ký trưởng Oda cũng dám đập phá sao hả? Ở bên kia, nhanh lên. Bên kia kìa, bên kia. Bên kia kìa. Qua bên kia tìm đi. Tìm cho kỹ kìa. Bên kia kìa. Coi có không? À. Chủ quan, chúng tôi phát hiện thứ này trong kho hàng. Ông có biết đây là cái gì không? Này sao mà tôi biết được chứ? Đây chính là thuốc phiện đó. Tôi biết là thư ký trưởng Oda bình thường trong việc làm ăn rất chiếu cố ông, cho nên ông đã mượn danh của anh ấy chứa chấp hàng cấm buôn bán thuốc phiện để đền đáp anh ấy. Đồng thiếu gia, đây tôi không có ý đó đâu, tuyệt đối là không có ý đó. Đồng thiếu gia, cậu xem hay là qua một bên nói chuyện đi hả? Nói cái gì hả? Muốn hối lộ tôi chứ gì? Nói cho ông biết, tôi tới đây để tra án theo lệnh. Nếu ông hối lộ tôi, tội của ông sẽ thêm một bậc. Được rồi, đồng thiếu gia, tôi không có ý đó, tôi không có ý đó đâu mà, trời ơi. Thứ quan, tìm thấy thứ này trong kho hàng, dụng cụ thí nghiệm. Hả, gì? Ông chủ Giang à, ông chủ Giang, buôn bán thuốc phiện tôi cũng không nói nữa. Cái này... Ông giải thích sao đây? Cái này là vũ hoàng giá quả rõ ràng mà. Tôi chưa từng nhìn thấy cái dung dịch này. Tôi còn không biết đó là cái gì nữa mà. Cậu nói tôi trộm chi mất công vậy hả? Đồng thiếu gia, xem như cậu để mặt chúng ta là bạn bè, đợi tí xíu đi. Tôi tìm thư ký trưởng Oda tới giải thích rõ ràng với cậu, vậy có được không? Không cần đâu. Khiêng tất cả những thứ hàng cấm đó ra đây, thiêu hủy tại chỗ. Vật phẩm thí nghiệm này đem về xét nghiệm. Chỗ này vậy... phong tỏa. Dạ. Nhưng mà trời vậy. Nhưng mà nè, ông chủ, chuyện gì? Còn hỏi cái gì nữa? Ra bắn cái đám đó đi. Đánh. Trò chơi bắt đầu rồi.
Ông chủ gia, Lưu Ly Tử tiểu thư, sao lại đánh nhau với bọn lính chứ? Nạp Lan Đông không phân xử đúng sai gì hết, dẫn theo cả đám lính xông tới kho hàng của tôi, còn đánh chết cái anh em của tôi nữa, đòi tịch thu tiêu hủy hàng của tôi kìa. Các cực có thể thả ra rồi đánh sao được không vậy? Không được. Không được. Ôi trời, chặt chết quá. Chạy mau. Em không phân rõ đúng sai đã đánh anh rồi. Tại sao lại cho nổ kho hàng của người ta chứ? Em không thấy trong kho hàng toàn là thuốc phiện hay sao? Cái gì? Ông chủ giang buôn bán thuốc phiện đúng. Sao? Thực chết đi được mà. Em đúng là... Mau đi tìm Trình Nặc. Anh ấy bị Oda truy sát. Đợi đó. Oda ở gần đấy. Miyashita giao hắn nhiệm vụ bí mật, muốn hắn xác nhận cô Phương có lên xe thật không. Trình Nặc chỉ muốn đánh lạc hướng hắn, nên cố ý để hắn phát hiện. Ồ, yên tâm đi, Trình Nặc sẽ an toàn. Tại sao vậy? Bởi vì Oda sẽ lập tức tới đây. Ông chủ đứng sau kho hàng này chính là Oda. Các cậu qua đó tìm đi. Các cậu ở bên này, máu lên. Tiếng nổ hồi nãy phát ra từ kho hàng của Giang Thị đó. Đúng rồi. Có phải cái kho đầu tiên ở bên tay trái thiên khu không? Đúng là chỗ đó. Tôi nghe nói ông chủ Giang lắm tiền nhiều của. Trong kho hàng đó nuôi tới 20 mấy bảo vệ. Vậy anh nói kho hàng của ông ta sao còn bị người ta cho nổ được? Nghe nói là đám lính Nhật tới nổ đó. À chà. Vậy sao tôi lại nghe nói ông chủ Giang đó làm việc cho quân Nhật mà? Tôi cũng có nghe nói chuyện này. Chắc là chia trác không đồng đều, đắc tội với người Nhật rồi. Chắc vậy rồi. Báo cáo, không tìm thấy gì hết. Được, hai người các cụ đi tìm quanh kho hàng này xem. Tôi đi thiên khu coi thử đã. Dạ. Tôi nghe nói ông chủ Giang đó làm việc cho người Nhật mà. Thì đúng rồi, chắc chia trác không đều rồi chứ còn. Phải rồi, chắc vậy đó. Tôi mới vừa nghe nổ. Đúng rồi, tôi cũng không biết nữa. Tôi mới qua đây rồi. Trời ơi, bách nhà luôn rồi kìa. Ở vậy đắc tội với người Nhật sao? Tại sao có nhiều người đứng ngoài này vậy? Sao không vô đó dập lửa đi? Tiên sinh à, bên trong chết nhiều người Nhật như vậy, hơn nữa chúng tôi cũng không biết là tình hình gì luôn. Chúng tôi đâu có dạy gì vô đó rước họa vô thân chứ. Khốn kiếp. Trời ơi, ông làm Nhật ơi, chạy đi, chạy đi. Ông chủ Giang, Nạp Lan Đông. Ông chủ Giang, ông chủ Giang. Nạp Lan kêu tôi trở về báo cáo tình hình trước.
Còn anh ấy đuổi theo thành viên Athena. Thành viên chủ chốt của Athena có mấy người tới? Hai người đều che mặt. Bởi vì lúc đó hai bên giao chiến ở khoảng cách khá là xa, cho nên không nhìn rõ mặt họ. Cũng may lúc phát hiện bọn chúng đang di chuyển vật phẩm thí nghiệm, Nạp Lan và tôi đã đuổi theo. Nếu không lúc xảy ra vụ nổ, hai chúng tôi cũng bị giam trong kho hàng đó rồi. Vì tiêu diệt kẻ thù thay là cho nổ phòng thí nghiệm. Đúng là đảng ngầm có thể làm ra chuyện này. Có điều bây giờ chuyện tôi lo lắng là an toàn của Nạp Lan. Cô nên đi chung với anh ấy chứ. Như vậy lỡ như có chuyện gì cũng còn có người giúp. Anh ấy nói là một mình có thể ứng phó được. Anh ấy sợ để lâu quá đại tá ở lãnh sự quán sẽ đợi lâu, cho nên mới kêu tôi về báo cáo trước. Nếu như đại tá không cần chuyện gì, vậy tôi về ban thư ký. Phim được dịch đi và đi. Lồng tiếng tại phim TV. Nạp Lan Đông đâu? Hắn ta phụng lệnh của cô tới kho hàng Giang thị đúng không? Thư ký trưởng làm sao vậy hả? Xông qua đây không chào hỏi một tiếng, mở miệng ra là hỏi kho hàng Giang thị. Cô có biết là ông chủ Giang thị là bạn nhiều năm của tôi không? Lúc tôi chạy tới hiện trường chỉ gặp ông ấy lần cuối. Lúc đó tôi mới biết thì ra Nạp Lan Đông dẫn binh lính tới gây chuyện. Bạn nhiều năm của anh sao? Vậy bạn của anh có nói cho anh biết ông ta âm thầm qua lại với Athena không? Kho hàng của ông ta dùng để cải tạo thành phòng thí nghiệm của Athena. Chuyện này sao có thể? Hai thành viên chủ chốt của Athena thừa cơ đem vật phẩm thí nghiệm đi rồi. Anh Nạp Lan chính vì đuổi theo bọn chúng cho nên tới giờ vẫn chưa quay về. Nếu như anh còn không tin, có thể hỏi Lưu Ly Tử thử xem. Cô ấy cũng có mặt ở hiện trường đó. Đúng vậy thư ký trưởng. Lúc tôi trở về bến tàu phát hiện mọi người không có ở đó nên đi tìm mọi người. Lúc đi ngang qua kho hàng Giang thị cũng tham gia vào vụ đấu súng. Tôi chính mắt nhìn thấy hai thành viên Athena đã đem vật phẩm thí nghiệm đi. Vậy thì kẻ nào đã cho nổ kho hàng? Lúc đó chúng tôi nhìn thấy thành viên Athena đem theo vật phẩm thí nghiệm chạy ra khỏi kho hàng. Tôi và Nạp Lan liền đuổi theo. Vừa đuổi đến ngoài cửa, phía sau liền xảy ra vụ nổ. Tất cả binh lính đều không thể chạy ra. Cho nên trong lúc nguy cấp, tôi không nhìn rõ là ai đã cho nổ. Bây giờ thư ký trưởng đã tin rồi chứ? Tôi cũng muốn hỏi thư ký trưởng đây, dẫn theo người của quân bộ đi đến bến tàu để làm gì? Đại tá, vừa nhận được báo cáo ông chủ Ngải ở mộ dịch quý hiếm đã mất tích rồi. Cái gì? Đi theo tôi. Dạ. Xin lỗi anh, đại tá hỏi em sao lại xuất hiện ở bến tàu. Em đã nói với cô ta ngài tổng lãnh sự nhờ anh đi giám sát Đổng phu nhân, chắc là đã làm anh khó xử. Không có. Dù gì cô ta cũng không tra ra được gì. Kể cô ta nghĩ sao thì nghĩ. Sao chuyện của ông chủ Giang lại khiến cho anh không vui vậy? Trong chuyện này anh vẫn cảm thấy có vấn đề. Thừa biết Athena đang đối đầu chúng ta, ông chủ Giang tại sao lại có liên hệ với bọn chúng? Biết được ông ta bị bức ép thì sao? Để anh làm xong một chuyện quan trọng khác rồi anh sẽ đích thân đi điều tra. Còn nhiệm vụ gì quan trọng hả? Cùng em đi Bách Lạc Môn gặp chị Linh, bàn bạc chuyện kết hôn của chúng ta. Lưu Ly Tử, sao em lại tới đây?
Không phải em nên ở cung Lưu Ly đón khách hay sao? Cô dâu của anh, em đẹp thiệt đó. Điều tại anh không tốt, vừa rồi mới xong việc. Nè, bây giờ chúng ta có thể đi rồi. Em sao vậy? Ai chọc giận em sao? Hay là em thấy không khỏe? Oda, em muốn hỏi anh một vấn đề. Anh phải thành thật trả lời em. Được thôi, có vấn đề gì cứ nói đi. 10 năm trước, chuyện của tướng quân Inoue, anh biết được bao nhiêu chứ? Em làm sao biết được chuyện của tướng quân Inoue vậy? Em và Nạp Lan ngày đầu tiên vào ban thư ký, anh đã giới thiệu với bọn em. Anh nói tòa nhà này là một vị tướng quân tự tay xây dựng cho phu nhân của ông ấy. Thiết kế rất là tinh xảo, kết cấu độc đáo. Em biết là người anh nói chính là tướng quân Inoue. Em còn biết được hoàn cảnh của tướng quân Inoue năm đó vô cùng tồi tệ. Ông ấy vì liên tục phản đối chiến tranh xâm lược cho nên thường xuyên bị bài xích. Tới thời điểm năm 1922 còn bị quân bộ ra lệnh đình chỉ tra xét. Em cũng biết là tướng quân Inoue năm đó đã ý thức được nguy cơ của bản thân, cho nên mục đích thực sự khi ông ấy xây dựng tòa nhà đó là để cho vợ và con gái ông ấy có một lối thoát sau cùng. Chỉ là ông ấy không ngờ được, còn chưa tới tháng 10 của năm đó, quân bộ đã nóng lòng muốn đưa ông ấy đi xử tử. Em nói có sai chỗ nào không hả? Em chính là người mất tích năm đó, Inoue Chihan. Không sai. Anh bất ngờ lắm đúng không? Cái con bé Inoue Chihan năm đó may mắn thoát chết, hôm nay lại tự mình quay về nộp mạng. Thật ra từ lâu tôi đã biết cô là người có thân phận đặc biệt. Chỉ có điều tôi không ngờ cô che giấu bản thân giỏi như vậy. Cho tới hôm nay hai chúng ta kết hôn, cô mới tới đây nói cho tôi biết. Chị Hanh à, cô không nên quay trở về đây. Cho dù là 10 năm trước tôi làm trong đội hải quân lục chiến, hay là ngay lúc này làm ở lãnh sự quán, tất cả những người chống đối ngài Miyashita thì đều được mọi người coi là lấy trứng chọi đá. Anh nói như vậy là muốn kiếm cớ cho hành vi của mình vào năm đó chứ gì? Nếu như cô nghĩ như vậy, tôi cũng không có lý do phản bác. Năm đó trong quân bộ Nhật Bản có quy định, ngoài chữ ký của lãnh đạo ra, ít nhất phải có chữ ký của 6 sĩ quan Nhật Bản mới có thể xử bắn tướng quân đế quốc Nhật. Lúc đó Fukaya mới vừa nhậm chức đại tá, dĩ nhiên là cánh tay phải của ngài Miyashita. Cô ta và người của mình nếu cộng lại ít nhất cũng 4 người. Lúc đó tuy tướng quân Inoue bị cách chức, nhưng mà thế lực của ông ta không thể coi thường. Bản thân của ông ta, thiếu tướng Chiba, thà để cho cấp trên tước đoạt quân hàm tướng quân, chứ ông ta không chịu ký tên vào sổ thỉnh cầu. Cho nên ngài Miyashita đã chĩa mũi dùi vào Oda tôi và con rể của ngài ấy, Shimizu Yasu. Nói tiếp đi. Cô cũng biết rồi đó, nhà Shimizu ở Nhật Bản là gia đình võ sĩ đạo. Cái mà ngài Miyashita để ý là ninja nhà Shimizu huấn luyện. Sau khi Shimizu lão gia qua đời, ngài ấy đã lấy danh nghĩa liên hôn ép buộc Shimizu Yasu giao ninja cho ngài ấy. Shimizu Yasu rất ngu ngốc, giao hết ninja cho ngài ấy. Từ đó về sau, nhà Shimizu không ngóc đầu lên nổi. Để trừ khử tướng quân Inoue, ngài Miyashita cố ý thành lập ban thư ký ở trong quân đội. Quy định thư ký trưởng của ban thư ký được cấp quân hàm đại tá. Ngày ấy cho Shimizu Yasu
làm thư ký trưởng của ban thư ký để ép anh ta ký tên vào sổ thỉnh cầu. Cô thấy đó, ngài Miyashita đối với con rể của mình cũng tàn nhẫn độc ác như vậy. Năm đó, kẻ bị ruồng bỏ đột nhiên được thăng chức thư ký phó như tôi thì làm sao có thể đối đầu với ngài ấy. Anh nói nhiều như vậy chính là để cho tôi biết cả nhà tôi chết thảm đều là do ngài Miyashita tự tay sắp đặt, không liên quan gì tới anh, đúng không? Sự thật chính là như vậy. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Lưu Ly Tử, tôi không muốn làm hại cô. Nếu như cô hứa với tôi cô không phản kháng, tôi có thể đảm bảo cô sẽ rời khỏi Thượng Hải an toàn. Nhưng mà cô phải hứa với tôi không bao giờ quay trở lại đây nữa. Không được đâu. Hayakawa, cậu phát hiện ra Oda bị người ta sát hại khi nào? Phát hiện gần 3 giờ sáng hôm nay. Trên đường từ cung Lưu Ly Tử về lãnh sự quán, suốt một đêm tôi không nhìn thấy thư ký trưởng. Sau đó tới bàn thư ký coi thử có không. Lúc tôi tới cửa cầu thang thì thấy binh sĩ nằm chết đầy dưới đất, khắp nơi toàn là thi thể, nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi liền nghĩ tới thư ký trưởng, sau đó chạy lên lầu, nhìn thấy cảnh tượng giống như vậy đây. Tiến sĩ Chiba, xin hãy nói tôi biết, để rà soát kiểm tra hết tòa nhà ban thư ký này, ông nghĩ cần phải mất bao nhiêu ngày? Trong tòa nhà rộng lớn này, ngoài những nhân viên đang trong ca trực, tất cả binh sĩ đều chết. Rà soát hiện trường quá nhiều công việc, tôi nghĩ chắc phải mất 3-4 ngày. Còn nữa, tôi cần người trợ giúp. Cái này đơn giản thôi. Hayakawa, lập tức phái người qua đây cho tôi, kêu họ hỗ trợ công việc cho tiến sĩ. Dạ. Được, ở đây. Tiến sĩ Chiba, theo như kinh nghiệm của ông, thời gian tử vong của Oda chính xác là lúc nào? Vết quen tử thi của Oda cho thấy thời gian tử vong có lẽ vào khoảng từ 7 giờ tới 10 giờ tối hôm qua. 7 giờ tới 10 giờ sao? Trong lúc đó cô ta không có thời gian để gây án. Đại tá Fukaya, có phải cô đã phát hiện ra vấn đề gì? Ngài tổng lãnh sự, lúc nãy tôi phát hiện cây súng mà Oda luôn cất trong hộp kính không thấy đâu nữa rồi. Ý cô là cây súng mà mỗi phân hội của hội Hắc Long ở Thượng Hải đều có? Phải.
Lúc truy tìm bằng chứng về tên cao thủ cải trang thì tìm được nó. Trong cả lãnh sự quán không có mấy người biết được vũ khí giấu ở đâu, cho nên tôi nghĩ hung thủ chắc chắn là người có quan hệ khá thân với Oda. Ý cô là Lưu Ly Tử? Phải. Nhưng từ 7 giờ tới 10 giờ tối, rõ ràng cô ta ở vũ trường cung Lưu Ly, hơn nữa còn biểu diễn khiêu vũ với anh Nạp Lan. Trừ khi cô ta có đồng bọn. Nomura đâu? Từ chiều hôm qua tới bây giờ không nhìn thấy anh ta. Hakayawa à, cậu đó lại nói xấu sau lưng tôi nữa à? Thật ra tôi đã về lâu rồi, tôi ở bên ngoài nghe ngóng tình hình. Nghe ngóng tình hình. Bỏ cái chân xuống. Ai cho cậu phá hoại hiện trường? Tôi chỉ coi thử chút thôi, tôi đâu có đụng vào bất cứ thi thể nào. Được rồi, tiến sĩ lo chuyện khám nghiệm của mình, chúng ta tra án của chúng ta. Đại tá Fukaya, lần này tuy là thủ pháp gây án của hung thủ khác trước đây, nhưng tôi cứ cảm thấy chắc chắn liên quan tới Athena. Đây là hành động báo thù của hắn. Lưu Ly Tử, đại tá Fukaya tới rồi. Tẩy tâm à, Lưu Ly Tử đâu rồi em? Có phải là Lưu Ly Tử cùng với Nạp Lan Đông thiếu gia? Dẫn tôi tới phòng Lưu Ly Tử. Cô tới rồi. Cô đang chờ tôi sao? Đã 2-3 ngày trôi qua. Cô biết là tôi sẽ tới tìm cô à? Tôi đã để lại chứng cứ rất rõ ràng ở hiện trường. Thuốc nổ đã dùng hết, súng Tiểu Liên cũng lấy trộm. Cô chắc chắn sẽ đoán ra tôi. Tôi đã đoán ra cô từ lâu rồi. Có điều trước giờ tôi không thể hiểu nổi cô làm sao phân thân đi giết người thôi. Cho tới lúc nãy thì tôi đã nhìn thấy mặt nạ da người của cô trong phòng hóa trang. Tỷ tâm này của cô cải trang thành cô thực sự giống y như đúc. Nè tiểu thư, em xin lỗi chị, đây là lỗi của em. Em đã hại chị rồi. Em nói cái gì vậy? Không liên quan tới em. Đừng có nghe lời cô ta. Cô ta vốn dĩ hôm nay tới là để tìm chị. Cô đã biết trước là tôi sẽ tới tìm cô, tại sao mấy ngày trước không tới lãnh sự quán đầu thú đi? Nếu tôi chủ động tới lãnh sự quán đầu thú thì lúc nãy đại tá xông vô phòng tôi đâu có cảm thấy vui như mèo bắt được chuột chứ. Lưu Ly Tử, bây giờ cô đã chịu thừa nhận cô sát hại thư ký trưởng Oda rồi phải không? Tôi thừa nhận tôi đã giết chết Oda. Dẫn đi. Lưu Ly Tử, phải làm sao đây? Làm sao đây? Thuốc lá bên này, bỏ lên. Thuốc lá đây. Rồi đặt đấy, xong dạ, chưa? Thuốc lá đây. Hết đi. Thuốc lá đây. Cảm ơn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ đến trễ hoài? Thuốc lá đây. Hắn kìa. Mua vài món để lên thả. Cẩn thận đó. Khi nào đó bụng. Đứng lại. Nè, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Nhà ga Nam Thượng Hải. Đại tá Fukaya, ông chủ ngại chạy hấp ta hấp tấp như vậy, anh tính đi đâu đó? Anh có muốn chúng tôi chở anh đi không? Không cần đâu, tôi có xe mà. Nè, đại tá Fukaya, cô tới đây để tiễn người, đón người. Tuần tra ga xe lửa hả? Người quen. Tôi và người của tôi đứng ở đây là để nghênh đón ông chủ ngại đó.
Đại tá Fukaya đúng là thích giỡn mà, nên đón tôi làm chi. Hai chúng ta mới mấy ngày không gặp nhau, cô đã nhớ tôi rồi hả? Cô dẫn theo nhiều người cầm súng chi vậy? Ông chủ Ngải, anh có còn nhớ trước đây tôi từng nhờ anh đi điều tra giùm tôi chuyện người biết cải tiến súng ở Thượng Hải hay không? Tôi có nhớ, tôi đã nói với đại tá rồi mà. Người biết cải tiến súng ở Thượng Hải đó đắc tội với tổng lãnh sự Miyashita bị bắn chết rồi. Chuyện này thì tôi cũng biết, nhưng mà chuyện bản thân ông chủ Ngải đây cũng chính là một cao thủ bậc thầy cải tiến súng ở Thượng Hải này. Tại sao tôi lại không biết ta? Cao thủ cải tiến súng hả? Tôi là một thương nhân mà, bán cái súng ống đâu có biết cái gì đâu, trời ơi. Ông chủ Ngải có vẻ khiêm tốn quá. Nhân viên của anh đã khai hết rồi. Hãng Mậu Dịch chỉ nhập vào linh kiện nhưng lại bán ra súng hoàn chỉnh. Tôi không hiểu nổi ngoài lý do ông chủ Ngải biết tự lắp ráp súng ra, còn có lý do gì mà hãng Mậu Dịch có thể bán súng cho khách hàng liên tục. Vậy có thể là ở Thượng Hải thực sự là có một người đang làm việc cho anh, nhưng có lẽ người đó quen thân với anh lắm thì phải. Vậy ý của đại tá là... Ý của tôi chính là mời ông chủ Ngải đây tới lãnh sự quán làm khách mời mấy ngày, hoặc là ông chủ Ngải phải cải tiến thành công một trái bom thử nghiệm cho chúng tôi, hoặc là ông chủ Ngải phải nói cho tôi biết địa chỉ nhà của người đó để tôi xác nhận đúng là có người đó. Như thế nào? Không khó lắm phải không? Đại tá cho tôi thêm phương án khác được không vậy? Tôi nhất định sẽ làm theo phương án cuối cùng. Được thôi. Tới lãnh sự quán làm khách cả đời, sẵn tiện vào phòng thí nghiệm chất độc của tiến sĩ Chiba là một con chuột bạch. Dẫn đi. Đi. Không cần, tự đi được, đâu có què. Đông, lão Ngải nhà ga xe lửa bị đại tá Fukaya dẫn đi. Ban thư ký quân Nhật. Đại tá, thực sự không cần dẫn thêm binh sĩ tới đó sao? Một cô gái đã bị trói chân trói tay, cho dù cô ta thực sự là thần thì có thể làm gì được tôi chứ? Ông chủ Ngải đó phải theo dõi thật chặt, lúc thích hợp cậu có thể sử dụng nhục hình, đừng làm tay hắn bị thương. Tôi rất muốn coi thử hắn thực sự là thương nhân hay là có một thân phận khác. Dạ. Chuẩn bị hành động. Đó rồi. Binh sĩ tập hợp! Binh sĩ tập hợp! Đi! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Mau. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Cô có phải nữ thần Athena mà ngài Miyashita muốn tìm hay không? Ngu quá, sao cô ta có thể nói cho anh biết sự thật? Phim được dịch và lồng cô, tại không cần chờ đại tá tới. Cái buổi hỏi cung này hủy bỏ, đứng lên theo chúng tôi về phòng giam. Tại sao cô ta không tới? Trên đường đại tá đi tới đây đã bị tấn công.
đồng bọn của cô làm chuyện này đúng vậy không? Nạp Lan Đông, anh vẫn muốn ngăn cản em trả thù. Giữa hai chúng ta, cuối cùng anh vẫn lựa chọn bản thân mình. Lùi ra sau, lùi ra sau đi. Lùi ra sau. Lùi lại đi. Lùi lại đi. Lùi lại đi. Lùi lại. Một cô gái xinh đẹp, chân yếu tay mềm như cô ấy, sao có thể là nữ thần Athena giết chết nhiều sĩ quan Nhật như vậy chứ? Hả? Cổ mà anh không biết hả? Cô là vũ nữ hàng đầu của cung Luli đó. Vũ nữ hàng đầu? Ê, vũ nữ thì sao? Nghe nói ha, cô dùng thân phận vũ nữ hàng đầu để che giấu bản thân, làm cho bọn người Nhật mê mẩn luôn á. Ồ. Ê, chỉ cần giết chết người Nhật thì là anh hùng rồi còn gì. Đúng vậy. Trong chiến dịch 128, bọn người Nhật ở Thượng Hải đã tàn sát rất nhiều người dân. Chứ còn gì nữa. Chính phủ cũng không làm gì được. Bây giờ có người đứng ra giúp người Trung Quốc chúng ta hả được giận rồi. Đúng vậy, thật tiếc quá đi. Sao mà phải được chứ. Bởi vậy người đẹp còn anh hùng nữa chứ. Đáng tiếc thiệt. Thả cô ấy ra đi. Thả cô ấy ra đi. Tội nghiệp quá mà. Không phải cô ấy đâu. Thả cô ấy ra đi. Lùi về sau đi, lùi về sau đi. Sao lại cô thả được chứ. Đúng rồi, được rồi. Triệt. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Cậu ta cứu cô ấy như vậy sao? Cứu người mà cậu ta yêu. Cứu tới mức đưa cô ấy lên pháp trường hay sao? Anh nhất định phải giết cậu ta. Triệt. Triệt à. Mau mau. Cô ta chính là Lưu Ly Tử. Nghe nói là vũ nữ hàng đầu của cung Lưu Ly đó. Thật ra cô ta là đảng ngầm của Cộng sản phía Bắc. Ồ, hèn gì dũng cảm dữ vậy. Làm rất tốt. Giúp người Trung Quốc chúng ta được hả giận rồi. Hai anh làm ơn cho tôi lên trên đó. Đúng rồi. Tôi là mẹ của con bé đó. Là mẹ của anh Hùng hả? Nè nè, mọi người tránh qua chút. Cho qua, cho qua. Cho qua. Thông cảm chút, làm ơn, làm ơn, làm ơn, cho qua. Mẹ của anh Hùng. Lưu Ly Tử. Tiểu thư. Nè nè, thông cảm chút đi. Làm ơn, làm ơn. Lưu Ly Tử. Lưu Ly Tử. Bình tĩnh lại đi. Tội nghiệp quá. Không thể nào là quẩy được. Sao là quẩy được chứ? Tôi không có tin đâu. Tiến sĩ Chiba, sao ông lại tới đây? Sao đây? Không cho tôi vào trong sao? Tiến sĩ Chiba, mời vào trong. Bác Chiba, thật không ngờ là con còn có thể gặp lại bác. Con bé khờ này, bác đẩy con ra ngoài vòng rồi. Sao con còn chạy vào làm gì chứ? Con đã bước vào cái vòng này từ lâu rồi. Chỉ là bác Chiba không thấy thôi. 10 năm trước, bác không cứu được Inoue. Ai ngờ đâu 10 năm sau, bác cũng không cứu được con. Bác thật vô dụng. Bác ơi, con muốn cầu xin bác hãy đồng ý với con một chuyện. Chuyện gì? Từ giờ đừng nghiên cứu loại khí độc mới nữa. Tác hại của vũ khí hóa học thật sự quá lớn. Có hàng ngàn hàng vạn gia đình sẽ vì nó mà bị hủy hoại tan nát. Bây giờ bác đang trợ lực cho cường quốc về quân sự, rút vũ khí hóa học độc hại xuống lãnh thổ của các nước yếu. Sau này cũng sẽ có một cường quốc về quân sự khác làm chuyện tương tự như vậy trên lãnh thổ Nhật Bản. Hai nước giàu chi, có biết bao nhiêu người dân vô tội gánh chịu hậu quả. Xin lỗi con, bác không thể hứa với con. Nghiên cứu vũ khí hóa học là trách nhiệm của bác, cũng là tâm huyết nhiều năm của bác. Nếu bác từ bỏ công việc này, bác có thể làm gì cho đế quốc nữa đây? Bác sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Xin lỗi con. Con làm khó cho bác rồi. Người đâu? Tiến sĩ Chiba,
Nghe tổng lãnh sự nói đã tới giờ rồi, mời ông trở về. Nè nè nè, tránh ra. Ai tới nuôi sao đi rồi? Nè nè, chắc người nhà của cổ nữa. Vậy là sao? Người đó là chồng của cô ấy đó. Đồng thiếu gia. Hả? Đồng thiếu gia. Đúng rồi. Đúng rồi. Đồng thiếu gia. Sao? Người đó là người đó quen lắm á. Hình như là Nạp Lan Đồng. Đúng rồi. Nạp Lan, cậu tới rồi. Việc gấp của cậu đã xử lý xong hết chưa? Làm phiền ngài quan tâm. Xử lý xong rồi. Ừ, tốt. Hôm nay đặc biệt yêu cầu tới là bởi vì chúng tôi đã điều tra ra Lưu Ly Tử này chính là hung thủ đã giết hại thư ký trưởng Oda. Vừa hay cô ta cũng là cô vợ mới cưới của cậu, cho nên theo như cậu thấy thì chuyện này nên xử lý sao mới tốt hả? Cô ấy đúng là vợ mới cưới của tôi, nhưng cũng là quân nhân của ban thư ký. Quân nhân khi còn tại chức đã phạm lỗi thì nên xử theo quân pháp. Ừ, tốt. Cậu hiểu rõ đại nghĩa. Người đâu? Niệm tình hai người là vợ chồng, tôi cho phép cậu tự tiễn cô ta lên đường. Nghe tổng lãnh sự, tôi muốn xin ngài một việc. Xin tôi việc gì? Tôi rất yêu người vợ mới cưới này. Tôi muốn sau khi hành hình, đem thi thể cô ấy trở về quê, chôn trong mộ phần tổ tiên. Tôi không muốn cô ấy chết rồi còn phải dứt dưỡng. Hy vọng ngài tổng lãnh sự cho tôi được toại nguyện. Được. Tôi hứa với cậu, sau khi cậu tiễn cô ta lên đường thì đem cô ta về đi. Cảm ơn ngài. Ghê gớm, hắn ta tưởng hắn lại thì ra là đao phủ của bọn người Nhật. Nhìn thái độ của hắn lúc nãy hình như có quen Lưu Ly Tử. Ê, anh nói coi sao hắn có thể ra tay vậy chứ? Ở chỗ người Nhật mạng còn không giữ nổi, còn ở đó mà niệm tình cũ hay sao? Ê, lại thêm một tên hán gian Nhật nữa. Chị ơi, phu nhân, phu nhân, dừng lại đi, dừng lại. Mấy người vô tội, thả người vô tội. Tỉnh rồi hả? Sao em vẫn chưa chết vậy? Khờ quá. Em quên là em từng nói với anh tim của em ở bên phải sao? Ấy. Sao tim của em nằm ở bên này vậy hả? Anh bắn bên trái mà. Bộ anh không sợ Phư Cả Gia biết em chưa chết sẽ gây phiền phức cho anh sao? Anh không sợ em phá hư kế hoạch của anh
khiến nhiệm vụ của anh gãy gánh giữa đường sao? Anh sợ. Anh cần nhiệm vụ của anh, nhưng anh cũng không thể không có em được. Em cũng không thể thiếu anh được. Đau lắm hả? Nhìn thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng. Anh ước gì người nhận phát súng đó chính là anh. Anh xin lỗi. Không sao đâu mà, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cho dù thật sự muốn lấy mạng em cũng được nữa. Khờ quá, nói năng bậy bạ. Cố gắng nghỉ ngơi đi, chờ em khỏe lại rồi anh sẽ cùng với em đi báo thù. Chúng ta đi giết Phương Ca Gia. Được. Sao anh tốt với em vậy chứ? Bởi vì chúng ta sinh ra là để bảo vệ nhau, cho dù phải trả giá bằng tính mạng anh cũng sẽ đối tốt với em. Em muốn lúc nào cũng ở bên anh, ở bên anh mãi 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 mãi. Đừng bắt em xa anh. Cho dù ngày nào đó thật sự chết đi, em cũng sẽ biến thành một giọt nước mưa. Sau đó mỗi lần trời đổ mưa thì anh hãy xòe tay ra, anh sẽ nhìn thấy em vẫn còn đọng lại trong tay anh. Hãy